Xin chào các bạn. Galaxy S4 và HTC One hiện nay đang là hai thiết bị sắp tới sẽ được bán tại thị trường Việt Nam. S4 sẽ được bán ra sớm hơn, còn One thì phải chờ đến giữa tháng 5. Vậy thì hôm nay 7S sẽ gửi các bạn một bài so sánh sớm trước khi hai chiếc bấm này kịp bán ra thị trường để chúng ta quyết định xem là sắp tới bạn sẽ đặt hàng Galaxy S4 hay là HTC One. Về cái hai sản phẩm này, khi đặt cạnh Galaxy S4 với HTC One, các bạn thấy là cái sản phẩm của Samsung không thể đạt được cái sự sang trọng và nổi bật như là cái thiết bị đến từ HTC. HTC One có thể nói là một bước tiến mới của nhà sản xuất này đến với thiết kế của di động trong năm 2013. So với One X năm ngoái, các bạn sẽ để ý chất liệu của máy sẽ làm bằng nhôm cao cấp hơn và nó vẫn là nguyên khối, là cái kiểu truyền thống của HTC, đem lại cái sự chắc chắn và những sang trọng của thiết bị của mình. Cái mặt sau của nó làm hơi cong này, hai phía bên để chúng ta có thể cầm trong tay nó thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên thì do cái mặt lưng này được vát sắc cạnh nên chúng ta cầm thì vẫn hơi bị khó chịu nếu mà so với cái mặt bằng nhựa trơn bóng của Galaxy S4. Cầm thực sự là S4 chúng ta cầm trong tay nó thoải mái hơn rất là nhiều. HTC One khi mua thì việc đầu tiên mình khuyên các bạn là hãy mua cho mình một cái ốp. Chiếc máy này làm bằng nhôm và cái đường viền vát cạnh của nó là được cắt theo cái công nghệ lưỡi cắt kim cương giống như iPhone 5, nên mà về độ bền về cơ bản nó không thể so được bằng với Galaxy S4 sử dụng nhựa này. Cái loại nhựa này, nhựa polycarbonate, nó sẽ bền và thứ hai nữa, khi rơi va đập nó sẽ ít bị tổn thương hơn so với nhôm. Nhôm các bạn chỉ cần va chạm thì có thể gây ra xước hoặc là bị móp, rất là nhìn nó không là đẹp bằng cái loại nhựa này. Nhựa không sang trọng nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng được lâu và cũng như là chi phí thay thế sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Về cái màn hình của hai cái thiết bị này, HTC One họ là sử dụng cái phiên bản nâng cấp tiếp theo so với đời trước là nó sử dụng màn hình Super LCD 3. Samsung họ vẫn giữ cái công nghệ Super AMOLED của mình từ cái thời Samsung Galaxy S cho đến tận hiện nay. Tuy nhiên cái màn hình Super AMOLED của Samsung đã có nhiều sự cải tiến mới và mình sẽ có một số so sánh với các bạn đối với lại cái hai màn hình này. Ở đây cùng một cái tông màu thì các bạn nhận thấy là hai thiết bị này thể hiện hai cái độ màu sắc khác nhau. HTC One các bạn thấy là cái màu xanh của nó thể hiện đậm hơn, mạnh hơn là so với lại cái màu trên chiếc Galaxy S4. Tuy nhiên Galaxy S4 đấy chính là do là mình đã giảm cái màu của nó xuống đi. Chính xác là Samsung họ đã có một cái việc làm khá là hay khi mà họ cho phép người dùng tùy biến được cái màu sắc trên màn hình theo cái cảm nhận của các bạn. Các bạn thích màu đậm có thể nâng cái màu của nó lên, mà các bạn thích màu nhạt dịu nhẹ như cái màn hình LCD cũng có thể làm được. Ở đây mình để chế độ movie thì gần như toàn bộ màu trong máy sẽ được giảm xuống cái tông khá là nhẹ. Còn nếu các bạn thích màu rực rỡ như là màu Super AMOLED trước đây trên Galaxy S3 thì các bạn thử lựa chọn chế độ Dynamic hoặc Standard thì các bạn chọn, và mình sẽ quay lại ngay cho các bạn để thấy ngay là cái khi đây thì cái màn hình màu sắc của chúng ta nó sẽ khác biệt như thế nào. Ở đây với chúng ta quay lại cái hình ảnh ban nãy, các bạn nhìn thấy là cái màn hình lúc này của Galaxy S4 lại đậm hơn, thể hiện sâu hơn so với chiếc HTC One. Đây chính là sự khác biệt của nó. Và đây thì mình sẽ thử thêm một số cái hình ảnh khác, các bạn đã nhận ra ngay. Đây là cái hình ảnh bông hoa gam màu nóng, là chúng ta sẽ cảm nhận ngay sự khác biệt. Lúc này các bạn đã nhìn vào Galaxy S4 thể hiện gam màu nó nặng hơn, nóng hơn rất là nhiều so với chiếc HTC One. Vậy thì nếu mà mình chuyển về cái tông màu như ban đầu thì sao? Ở đây mình chuyển về cái tông màu movie thì các bạn sẽ thấy cái sự lúc này chúng ta sẽ hoàn toàn ngược nhau. Galaxy S4 này thể hiện màu nó nhạt hơn, nhợt hơn so với chiếc HTC One của chúng ta. Cái công nghệ này của Samsung nó không giống như là Sony. Sony Bravia NG Mobile nó chỉ hoạt động khi các bạn xem ảnh hoặc xem phim, nhưng mà cái công nghệ này Samsung chọn gam màu thì nó sẽ hoạt động với toàn bộ màn hình, nên mà chúng ta có thể yên tâm là thưởng thức cái màu sắc có thể thoải mái theo ý của mình. Nên mà mình đánh giá Samsung nó linh hoạt hơn so với HTC, chúng ta có thể tự chọn phù hợp màu với lại cái cảm nhận của mỗi người. Góc nhìn của hai máy thì khá là tương đồng nhau, không có sự khác biệt quá nhiều, nhưng mà HTC One nhỉnh hơn một chút. Ra ngoài nắng thì cái sự khác biệt giữa điều kiện trong nhà và ngoài trời của cái HTC One còn gần như là chúng ta có thể nói là tương đồng nhau. Cái hiển thị khả năng dưới nắng của nó cực kỳ tốt, Galaxy S4 cũng chỉ kém hơn một tẹo mà thôi. Về cái hiệu năng và giao diện người dùng, hiệu năng của hai thiết bị này, một chip là sử dụng vi xử lý Snapdragon 600, là vi xử lý có thể nói là mạnh nhất trong dòng Snapdragon hồi đầu năm nay. Còn với chiếc S4 nó cũng có một phiên bản Snapdragon 600 nhưng là ở thị trường nước ngoài Việt Nam chúng ta sẽ có phiên bản Exynos lõi 8 do chính Samsung sản xuất. Thì về hiệu năng rõ ràng bằng các con số các bạn thấy S4 nhỉnh hơn so với One, nhưng mà về thực tế người dùng sẽ gần như không có sự cảm nhận khác biệt giữa 8 nhân và 4 nhân hai cái thiết bị này. Chúng ta đều chạy rất là nhanh mượt và nó có thể nói là khủng nhất trên thị trường hiện nay. Các bạn không cần phải đắn đo về cái hiệu năng giữa hai thiết bị này, nó đều là những con quái vật trên thị trường. Về giao diện người dùng, hai nhà sản xuất này đi theo hai cái triết lý khác nhau. Đơn giản nhìn mình có thể nói HTC One nó là một cái gì đấy nó nhẹ nhàng, nó cổ điển hơn và nó nhìn nó thực sự là nó dịu mắt hơn so với Galaxy S4. Giao diện touchscreen truyền thống của Samsung nó vẫn mang cái phong cách là tươi trẻ giống như người Hàn Quốc, những cái gì mà có thể nói là sặc sỡ hơn, nhìn nó tươi tắn hơn so với nhiều chiếc HTC One. Các bạn đã nhìn thấy ngay từ cái giao diện menu, HTC One họ vẫn giữ cái truyền thống từ giao diện Sense 4 với cái màn hình menu của họ sẽ là màu đen kịt, so với Samsung họ thích các bạn muốn để hình nào cũng được.
nó nhìn nó rõ ràng là nó thích hơn nhiều. Nếu mà các bạn là một người yêu thích màu sắc cũng như là không thích cái sự tăm tối như trên cái giao diện Sense này, Thanh thông báo trạng thái thì cái HTC One họ không trang bị những cái phím tắt như Samsung họ làm, thì chúng ta có thể sử dụng rất là tiện lợi những cái phím tắt này, truy cập nhanh các kết nối dữ liệu mạng và sử dụng một số tính năng mà người dùng có thể thiết lập như là tiết kiệm pin, vân vân. Như vậy là về cái sự tiện lợi trong quá trình sử dụng, Samsung nó sẽ tốt hơn so với HTC do họ trang bị những tính năng rất là cơ bản thôi, như là thanh thông báo trạng thái này, rồi chúng ta có những tính năng như Direct Call, gọi điện trực tiếp mà không cần phải bấm gọi, gần úp vào tai, Smart Alert, Smart Stay. Những tính năng đấy có từ trên S3 là chúng ta có thể nói là nó là cực kỳ là tuyệt vời. Ngoài ra về cái giao diện người dùng thì Samsung cũng dễ để lại ấn tượng hơn. Đây là màn hình khóa của HTC và Samsung, các bạn nhìn thấy ngay. HTC One thì nó không còn những giao diện 3D đẹp bắt mắt như trước. Nếu như trước đây thì chắc chắn là mình sẽ thích cái giao diện Sense 4 cực kỳ là tuyệt vời như trên Butterfly. Như trên One thì nó tối giản đi. Trong khi đấy Galaxy S4 không còn hiệu ứng giọt nước như S3 mà chúng ta có một hiệu ứng mới. Khi các bạn chỉ cần giơ nhẹ tay lên màn hình chưa chạm vào thì sẽ có một cái đom đóm đuổi theo ánh sáng. Đây là nhờ công nghệ AirView của Samsung. Và khi bạn mở màn hình nó sẽ xuất hiện như kiểu là mặt trời tỏa sáng nhìn rất là đẹp. Ngoài ra nhờ chạy hệ điều hành Android 4.2 nên nó có những cái tính năng mới như là các bạn có thể thêm trang và thêm widget ngoài màn hình rất là tiện lợi. Các bạn có thể xem email, check tin tức rồi xem tin nhắn của mình ngay lập tức mà không cần phải mở cái máy lên. Nó tiện lợi hơn khá là nhiều và chạy ăn phiên bản Android mới hơn. Cái là một cái điểm có thể nói là nó nhỉnh hơn một tí so với Android 4.1 trên chiếc HTC One này. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần đầu tiên, chúng ta so sánh về một số điểm cơ bản bên ngoài các bạn nhận biết từ thiết kế, màn hình và một số cái điểm khác của hai cái giao diện này. Và ở phần 2 mình sẽ nói về so sánh đến cái phần mềm, hiệu năng và một số tính năng nổi bật của hai thiết bị này. Các bạn có thể xem trước về những tính năng nổi bật của S4 và một cái chương trình video riêng 7S đã làm. Các bạn có thấy video hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè, subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Và phần 2 chúng ta sẽ quay trở lại xem là nên chọn HTC One hay là Galaxy S4.